Xin chào các bạn đã đến với kênh Tarot của mình. Mình đã quay trở lại và mình sẽ tiếp tục cái series 12 cung hoàng đạo cho các bạn trong tháng 8. Và mình sẽ dựa trên cái số lượt like và bình luận của cái 12 cung hoàng đạo dự đoán tháng 5. Và chủ đề ngày hôm nay đó là chuyện tình cảm của bạn trong tháng 7 sẽ như thế nào. Thì ở đây mình có tụ số 1, tụ số 2 và tụ số 3. Các bạn hãy chọn cho mình một tụ bài và sau đó lắng nghe thông điệp với tinh thần chọn lọc. Và hãy nhớ là những cái nếu 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 câu chuyện của bạn phù hợp với câu chuyện của trải bài thì hãy lắng nghe, còn nếu không thì đừng cố gắng gán ghép nó vào câu chuyện của mình. Tụ số 1, tụ số 2, tụ số 3. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ số 1. Chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm của các bạn tụ số 1 trong tháng 7 sẽ như thế nào? Các bạn tụ số 1 á, khoảng thời gian qua trong chuyện tình cảm thì các bạn luôn đi theo một cái hình mẫu lý tưởng nào đó, các bạn luôn ngược theo một cái hình mẫu lý tưởng nào đó, tìm một cái hình mẫu lý tưởng, nói chung là tìm một cái hình mẫu lý tưởng theo theo bạn, và cho dù là xung quanh bạn á, có người tiến đến với bạn để bày tỏ tình cảm, để tỏ tình, để nói chung là muốn có một mối quan hệ với bạn á,
thì bạn không chấp nhận, bạn chỉ chấp nhận cái người mà là cái gu của bạn, và các bạn chỉ chấp nhận cái người mà nằm trong cái list hình mẫu lý tưởng của bạn, thì các bạn mới đồng ý bước vào mối quan hệ. Và ở đây thì mình thấy là đã có một người, đã hoặc đang có một người sắp đến với bạn. Và nếu mà có thể là với một số bạn thì có thể là cái người này đã xuất hiện rồi, với một số bạn thì cái người này họ sắp xuất hiện. Thì nói chung là trong tháng 7 này sẽ có một người xuất hiện, và cái người này họ sẽ đến để tán tỉnh bạn. Cái người này họ rất là nhiệt huyết, họ họ đam mê với công việc, họ đi theo cái đam mê của họ, họ thích đi theo cái đam mê của họ. Và trên cái chặng đường mà họ đi theo cái đam mê của họ thì họ vô tình gặp phải bạn, và bạn cũng trở thành một trong những cái đam mê của họ luôn, và bạn học và họ muốn chinh phục bạn. Tuy nhiên đó là mình thấy bạn vẫn không chấp nhận cái người này. Có thể người này họ không đúng cái gu của bạn, có thể họ cũng đẹp trai, họ cũng nhà giàu gì đó, nhưng mà nó không nằm trong cái gu mà bạn đặt ra, cho nên là bạn quyết định không chọn cái người này. Tuy nhiên đó, ở đây mình thấy đó là nếu mà các bạn chọn người này đó nha, họ sẽ mang lại cho bạn một cái cảm xúc mới, một cái tình yêu mới lạ. Cái việc mà bạn không chấp nhận được cái người này á, có thể là do cái nỗi đau của bạn. Kiểu bạn bạn quen là cái người mà luôn cho đi và không quen cái việc mà nhận lại tình cảm á. Cho nên là khi mà gặp cái người cho bạn tình cảm thì bạn kiểu không phải gu của mình, kiểu vậy. Cho nên là các bạn không không muốn không muốn đồng ý với cái mối quan hệ này. Các bạn chỉ cảm thấy an toàn khi các bạn là người cho đi tình cảm. Các bạn có thấy ồn thì cho mình xin lỗi nha. Còn một cái trường hợp nữa là cái người trong đến với bạn trong tháng 7 này á, họ sẽ rơi vào cái gu của bạn luôn, và kiểu như là khoảng thời gian qua bạn đã kiểu bạn không chấp nhận bất kỳ mối quan hệ nào rồi, và chỉ đợi cái người mà bạn bạn biết là dành cho mình á, họ sẽ đến, rồi họ sẽ cái người phù hợp sẽ đến với mình vào cái thời điểm phù hợp. Thì cái tháng 7 này chính xác là cái thời điểm phù hợp với cái người đó xuất hiện. Thì với những bạn mà đồng ý bước vào cái mối quan hệ mới này, vậy các bạn sẽ có một cái new love, và maybe sẽ có một cái tuần trăng mật. Tuần trăng mật ở đây không nhất thiết phải là cùng nhau đi đến một cái nơi xa nào đó. Tuần trăng mật đây cũng có thể là, nói chung là mỗi người thì có một cái định nghĩa riêng về cái tuần trăng mật, bởi vì nó không phải là cố định. Có người thì họ chỉ cần là một cái buổi đi chơi ở trong cái thành phố mà họ sinh sống thôi cũng gọi là tuần trăng mật rồi.
không nhất thiết phải là đi xa, đi lội bờ biển, đi lên núi hay đi Đà Lạt, đi khách sạn gì đó, họ không có đấy, nói chung là tùy mỗi người á, nhưng mà maybe sẽ có một phần trăm mật. Các bạn sẽ được cảm nhận được cái tình yêu mà trẻ con ở trong mối quan hệ này, yêu nhau kiểu rất là con nít, kiểu giỡn đùa thoải mái, không có suy nghĩ gì nhiều á. Họ sẽ mang lại cho bạn những cái cảm xúc đó, và từ đó có lẽ là nếu mà bạn chưa trọn vẹn á thì bạn sẽ học được cái cách là cho bản thân những cái tình yêu thương mà giống như là họ cho mình vậy á. Cái thông điệp dành cho các bạn là trust, và cái sự chuyển đổi nó sẽ được thông qua bằng cái sự chấp nhận. Khi mà bạn chấp nhận một cái hoàn cảnh nào đó, nó sẽ tự động chuyển đổi theo cái hướng tích cực hơn. Tức là chấp nhận ở đây là nếu mà cái người mà đến với bạn trong tháng 7 á, họ không phải là cái gu của bạn, thì hãy thử một lần á, mở lòng và chấp nhận cái người này bước vào trong cuộc sống của các bạn. Và chỉ cần các bạn có niềm tin rằng á, là đây chính là the one của mình, đây chính là cái người mà tuyệt vời nhất, và đây sẽ là cái người mà cùng mình đi được một cái chặng đường dài á, thì chắc chắn mọi thứ nó sẽ chuyển đổi theo cái hướng như vậy. Và khi mà bạn có cái sự chấp nhận á, bạn sẽ không chống đối và bạn sẽ thoải mái hơn, thay vì lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng stress, thì bạn bây giờ sẽ relax và thoải mái hơn. Ok, cảm ơn các bạn từ số 1. Nếu các bạn thấy trải bài này phù hợp với các bạn thì hãy nhớ cho mình một like, và các bạn có thể bình luận câu chuyện của các bạn dưới phần comment. Bây giờ mình sẽ đến với tụ số 2. Xin chào các bạn tổ số 2. Chuyện tình cảm của bạn tổ số 2 trong tháng 7 này sẽ như thế nào? Nếu các bạn có thấy ồn thì cho mình xin lỗi nha, tại vì hôm nay nhà mình ở dưới hơi ồn. Chuyện tình cảm của các bạn tụ số 2 trong tháng 7.
với các bạn tuổi số 2 thì các bạn cũng giống các bạn tuổi số 1 là có một đối tượng đối với các bạn trong tháng 7. Các bạn tuổi số 2 hình như là các bạn trong quá khứ các bạn đã từng bị từng bị ai đó làm cái chuyện gì đó sau lưng mình và các bạn rất là tổn thương, cho nên là các bạn không có mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm như lúc trước nữa. Và sau cái sự tổn thương đó thì các bạn tìm tới tình bạn của mình nhiều hơn, tập trung cho cái mối quan hệ tình bạn, thì khi đó cái năng lượng tình cảm của các bạn nó được cân bằng trong tình bạn nè, trong gia đình, trong cha mẹ anh chị gì đó, nó đều được cân bằng lại, và khi đó các bạn đã thu hút được một cái nguồn năng lượng rất là tích cực đến với các bạn. Và cái tháng 7 này á, nó sẽ mang cái nguồn năng lực đó, cái nguồn năng lượng đó nó sẽ mang những cái người tích cực đến đến với bạn. Thì ở đây mình thấy là có hai người, một người là có thể là thuộc cung đất Ma Kết Kim Cương Sử Nữ, một người là thuộc cung nước Song Ngư Cự Giải Bò Cạp. Thì ở đây á, mình thấy là cái người mà thuộc cung Ma Kết Kim Cương Sử Nữ á, cái người mà đến với các bạn mà thuộc cung Ma Kết Kim Cương Sử Nữ á, cái người này là một người trầm tính, điềm đạm và họ rất là cẩn thận, tỉ mỉ ở trong cái trên mọi con đường mà họ đi. Và ở trong tình cảm á, thì họ là người mà họ thể hiện bằng hành động nhiều hơn là bằng lời nói. Và ở cái người này á, họ toát ra một cái sức hút rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt luôn. Tuy nhiên thì họ kiểu kiểu họ không chủ động nhiều á, và bạn cũng nếu nếu mà bạn có thích thì bạn cũng ngại cái việc là bày tỏ, bởi vì bạn từng bị tổn thương cho nên bạn cũng ngại cái việc bày tỏ. Rồi đó là cái người đầu tiên ha. Cái người thứ hai á là một cái người mà họ ngược lại với cái người thứ nhất. Người thứ hai thì họ thiên về cảm tính nhiều hơn, họ thiên về cảm xúc nhiều hơn. Cái người này thì ở trong tình cảm á, thì họ thể hiện bằng lời nói nhiều hơn là bằng hành động. Và cái người này á, họ giống như là một cái cơn sóng tưới mát tâm hồn bạn vậy đó. Ở người này á, bạn cảm thấy rất là thích thú và họ cũng chủ động với bạn đi, cho nên bạn rất là thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Và mình nghĩ là các bạn sẽ, với một số bạn thì các bạn sẽ chọn cái bên đây nhiều hơn, bên cái bạn mà nói lời ngọt ngào nhiều hơn là bên cái bạn mà thể hiện bằng hành động. Thì khi mà ở bên cái người mà họ chủ động á, cái người mà thuộc cung Song Ngư Cự Giải Bò Cạp á, cái người mà luôn thể hiện tình cảm bằng lời nói và họ luôn chủ động á, thì các bạn sẽ thấy được một cái vấn đề của mình, đó là các bạn bị phụ thuộc vào người khác và không có là chính bản thân của mình, mà các bạn lúc nào cũng cần họ kế bên, cần họ san sẻ. Còn khi mà các bạn chọn cái người mà thuộc Ma Kết Kim Cương Sử Nữ á, các bạn sẽ cảm nhận được đúng là cái người này họ không thể hiện tình cảm với bạn nhiều, nhưng mà bạn sẽ học được cái cách đó là tự cho mình cái tình yêu thương. Họ sẽ là người dạy cho các bạn tình yêu thương, cho dù bạn chọn ai đi chăng nữa thì đó cũng sẽ là một chặng đường của bạn, và chặng đường nào cũng sẽ dẫn bạn đến cái thành công cả, đến cái sự phát triển. Cho nên là đừng cân đo đong đếm mà hãy lắng nghe theo cái tiếng gọi trái tim các bạn. Đó sẽ là cái con đường mà rõ ràng nhất và tốt nhất cho các bạn.
các bạn hãy có một cái quyết định rõ ràng hơn ở trong cái mong muốn của các bạn là các bạn muốn như thế nào để cho nó có thể đến với bạn nhanh hơn. Tức là mong muốn ai á thì hãy có quyết định rõ ràng trong suy nghĩ của mình, đừng có mà phân vân người này người kia rồi xong đánh mất tất cả. Và thật ra cho dù các bạn có đánh mất cả hai người này á thì cũng chả sao, đến một lúc nào đó thì lại có người mới xuất hiện với các bạn thôi. Bởi vì vũ trụ luôn biết khi nào mà các bạn cần người nào, và vũ trụ luôn sẽ gửi những cái người phù hợp đến cho các bạn để giúp các bạn phát triển cái bản thân của mình. Và với một số bạn ở tuổi số 2 thì cái người mà xuất hiện trong tháng 7 các bạn á, một trong hai người có thể là người cũ hoặc là cả hai người đều là người cũ quay trở lại. Tuy nhiên là mình thấy là các bạn chọn người nào đi chăng nữa thì chắc chắn một cái mối quan hệ chắc chắn các bạn sẽ có một cái mối quan hệ rất là sâu sắc và phát triển cùng nhau. Cho dù trong mối quan hệ nào thì các bạn cũng đầy nhiệt huyết và năng lượng hết cả, các bạn lúc nào cũng tràn đầy cái tình yêu thương. Các bạn sẽ học được cái cách là cho chính bản thân mình những cái tình yêu thương đó thay vì là cần nó từ bên ngoài. Thông điệp cho các bạn là freedom, giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái sự ràng buộc. Giải phóng bản thân ra khỏi những cái nỗi sợ. Freedom, không có gì có thể ngăn cản được bạn, con đường nó sẽ hiện rõ khi mà bạn muốn. Giống như cái thông điệp lúc này là hãy có cái quyết định rõ ràng trong suy nghĩ của bạn thì trong suy nghĩ, trong mong muốn của bạn thì khi đó bạn sẽ thu hút được những cái điều đó. Và hãy tin tưởng vào cái niềm tin của mình và giải phóng bản thân của mình, mở lòng bản thân. Để cho trái tim của các bạn dẫn đường các bạn đi trên cái hành trình phát triển. Ok, cảm ơn các bạn tuổi số 2 đã lắng nghe. Nếu các bạn cảm thấy trải bài này phù hợp với các bạn thì nhớ cho mình một like. Và nếu mà các bạn nào muốn bình luận, nếu mà các bạn nào muốn kể chuyện các bạn đó, thì hãy bình luận với dưới phần comment. Cảm ơn các bạn tuổi số 2 rất là nhiều. Mình sẽ đến với tuổi số 3.